Chào mừng các em học sinh đến với tiết học môn mỹ thuật ngày hôm nay. Các con hãy thử tài phán đoán qua các câu đố của cô nhé. Mình bắt đầu nào. Thường nằm đầu hè, giữ nhà cho chủ. Người lạ nó sủa, người quen nó mừng. Đố con đó là con vật gì? Đó chính là con chó. Mình vàng mặc áo mã tiên, ngày năm bảy tử mối tối ngủ riêng một mình. Hỏi đó là con gì? Đó chính là con gà trống các con ạ. Đôi mắt long lanh, màu xanh trong vắt, chân có móng vuốt, vồ chuột rất tài. Đó là con gì? Đó chính là con mèo. Cô khen các bạn có câu trả lời chính xác nhé. Đây là các con vật các con thường được nhìn thấy trong tự nhiên. Còn trong các sản phẩm mỹ thuật, các con vật cũng được hiện lên rất sinh động và đẹp, được thể hiện qua các đường nét và màu sắc. Các con vật được đưa vào trong tranh dân gian Đông Hồ từ rất sớm, tạo nên được nét đặc trưng của dòng tranh dân gian Việt Nam. Hôm nay, cô cùng các con sẽ đi tìm hiểu và học vẽ con vật qua chủ đề 3, con vật quen thuộc. Đồ dùng học tập cần có: sách, vở, môn mỹ thuật, giấy A4, bút chì, bút màu, tẩy và kéo. Yêu cầu cần đạt: các con nhận ra và nêu được đặc điểm về hình dáng, màu sắc, hoạt động của một số con vật. Vẽ được con vật quen thuộc theo ý thích bằng đường nét và màu sắc. Cuối chủ đề, các con giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Chúng ta hãy cùng sang hoạt động 1 để khám phá kiến thức. Các con hãy quan sát hình 3.1 trên màn hình. Kể tên và nêu đặc điểm các con vật mà em biết. Mỗi con vật có cấu tạo bên ngoài, hình dáng, màu sắc như thế nào? Chúng gồm có những bộ phận nào? Mỗi con vật có đặc điểm riêng gì? Và chúng thường sống ở đâu? Như các con thấy, mỗi con vật có hình dáng, đặc điểm và màu sắc khác nhau. Chúng đều có 5 bộ phận chính, đó là đầu, cổ, thân, chân và đuôi. Nhưng ở các bộ phận lại có đặc điểm riêng. Có con thì tai dài, còn tai ngắn, còn chân cao, còn chân ngắn. Mỗi con vật lại có đặc điểm, hình dáng, màu sắc khác nhau và chúng ở những môi trường sống khác nhau. Vậy các con vật được tạo hình trong sản phẩm mỹ thuật, chúng sẽ có hình dáng và màu sắc như thế nào? Mời các em cùng quan sát hình 3.2. Em thấy các con vật được vẽ như thế nào? Bố cục có cân đối không? Đường nét và màu sắc trang trí ở mỗi sản phẩm có giống nhau không? Các con vật được sắp xếp cân đối trong khổ giấy. Chúng được trang trí bằng nhiều đường nét và màu sắc khác nhau, tạo nên những họa tiết, những mảng màu rất nổi bật. Các con hãy ghi nhớ, mỗi con vật có hình dáng, đặc điểm và màu sắc khác nhau. Khi tạo dáng và trang trí, cần dựa vào đặc điểm đặc trưng của con vật để lựa chọn đường nét và màu sắc cho phù hợp. Các con hãy suy nghĩ xem, mình thích con vật nào nhất, con vật đó có đặc điểm như thế nào? Và em muốn trang trí con vật đó thì sẽ phải làm thế nào? Cô mời các con sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng để tìm hiểu về cách tạo hình con vật. Các con hãy quan sát hình 3.3. Các con có nhận ra cách tạo dáng và trang trí con vật này không? Các con sẽ tiến hành vẽ con vật theo 3 bước. Bước 1, vẽ các bộ phận chính và vẽ chi tiết các bộ phận khác của con vật. Bước 2, vẽ trang trí bằng nét và màu sắc. Bước 3, tạo thêm không gian để thể hiện môi trường sống của con vật. Các con đã nắm vững được cách tạo hình con vật chưa? Cô mời các con cùng tham khảo một số cách tạo dáng và trang trí con vật khác để có thêm ý tưởng cho bài vẽ của mình nhé!
Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau luyện tập sáng tạo thôi nào. Các con hãy tạo dáng và trang trí con vật theo ý thích của mình vào trong vở thực hành hoặc trong giấy A4. Lưu ý khi vẽ, các con vẽ hình con vật cân đối với khổ giấy, thể hiện được hình dáng, đặc điểm, hoạt động của con vật, thể hiện được đậm nhạt bằng nét và màu sắc để bức tranh được sinh động hơn. Sau khi hoàn thành bài, các con hãy chia sẻ sản phẩm của mình cho người thân trong gia đình của mình nhé. Em hãy chia sẻ cách sử dụng đường nét và màu sắc như thế nào trong bài vẽ của mình. Em thích nhất điều gì về con vật mà mình đã vẽ? Em hãy tưởng tượng một câu chuyện về những con vật mà mình đã tạo ra được và biến chúng thành màn múa rối để kể cho ông bà cha mẹ mình nghe nhé. Con hãy nhớ chụp ảnh một sản phẩm đẹp nhất và gửi vào nhóm Zalo cho cô nhé. Các con hãy vận dụng những kiến thức và kỹ năng học được trong bài ngày hôm nay để tạo hình các con vật bằng những nguyên liệu khác. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở tiết mỹ thuật sau.